Thưa các vị, tìm thiện tri thức bây giờ khó như là mò kim đáy biển nha. Tại sao vậy? Cái này không phải mình bi quan mà nói để cho các vị có một cái nhìn, có một cái phân tích nha. Thưa đại chúng, tất cả các thầy sinh ra từ đâu vậy? Đâu có thể từ trên trời rớt xuống, cũng không thể từ dưới đất chui ra. Mà đa phần đời sống và lao tự biện các thầy trưởng thành bây giờ càng trẻ thì thưa các vị càng hấp thụ văn hóa xã hội đi vô. Văn hóa xã hội từ Việt Nam tới Mỹ cho tới châu Âu, tất cả các nơi thì các vị nó đều theo một dòng chảy nhất định. Tại vì cái thông tin bây giờ nó rộng lắm và ai cũng nắm bắt thông tin hết, cho nên nó đều theo một cái dòng chảy là tiêu thụ ngay. Đây là dòng chảy tự nhiên của xã hội thôi. Điều thứ nhất, cái sự tập thành của ác tri thức đó là dòng chảy tiêu thụ thông tin. Nó quan trọng hơn là tiêu thụ thức ăn nghe. Thức ăn thì nó có một cái hạn chế nhất định, anh ăn no rồi anh không thể ăn thêm được. Thế nhưng mà thông tin các vị có no bao giờ không? Không. Cái điều thứ hai rất cực nữa là thế này: càng hướng ngoại, càng tìm tòi, càng đọc thông tin bao nhiêu thì ta càng khát thèm nó bấy nhiêu. Nó là loại khát ái mà. Tại vì thưa các vị, càng hướng ngoại bao nhiêu thì các vị càng trống rỗng nơi tâm thức các vị bấy nhiêu. Càng đọc nhiều thông tin, càng nghe nhiều thông tin thì tâm thức ta nó càng hướng ngoại thì nó càng kiệt sức, nó càng trống rỗng, càng cần lấp đầy. Do vậy cho nên cái thông tin nó rượt đuổi thông tin cái hướng ngoại, nó làm chồng thêm tâm thức luôn hướng ngoại. Cho nên nó làm thành cái gì? Nó lấp đầy những công nghệ điện toán bây giờ, những cái màn quảng cáo bây giờ đa phần nó đều là dắt dẫn chúng ta đi vào cái nguồn tiêu thụ thông tin, tiêu thụ thức ăn. Và trong thông tin, trong thức ăn không tránh được những phần vô cùng quan trọng là gì? Là dục, là ái, là khát, là thèm. Và dục ái khát thèm thì nó trong đó nó có cái nội hàm của tham, của sân, của si mê nghe. Thế cho nên thưa các vị, các cái loại hình này nó đi vô đời sống của tăng già và nó làm thành cái chi? Làm thành cái chất liệu của đời sống tu tập. Cho nên tìm một thiện tri thức thì rất khó, mà tìm ác tri thức thì vô cùng là đơn giản. Tìm một thiện tri thức bên ngoài không đơn giản, lây quay thì coi chừng nó gặp ác tri thức. Nhưng làm thành thiện tri thức ngay nơi hình hài này, ngay đời sống của ta, tức là làm cho ta trở thành một thiện tri thức thì lại dễ hơn nghe. Đừng trông chờ, đừng mong mỏi, đừng mơ ước gặp thiện tri thức giữa trần đời này. Các vị hãy làm cho mình trở thành một người có phẩm chất, có đạo hạnh, có năng lực học Phật Pháp và có sự tu tập đủ dày, đủ căn bản và nền tảng. Thì cái điều tự nhiên xảy ra là sẽ có thiện tri thức có mặt bên cạnh các vị để yểm trợ các vị. Cho nên thay vì mình có thể đoạn trừ từ cái phần môi trường ác, bè bạn ác, thông tin ác này, chúng ta hãy tự làm cho mình trưởng thành về pháp tu tập, về pháp học và có công phu tu tập sâu dày. Thì thưa các vị, ba phần này nó tự chuyển, và nó quan trọng hơn đó là các vị tự làm cho mình thành một người thiện tri thức thì sẽ có thiện tri thức đến với các vị. Thiện tri thức đó có khi không phải là con người phàm mà có khi là Phật và Bồ Tát có mặt lại để giúp cho các vị thăng tiến trên đường tu nghe.